Sau khi sử dụng đồ chơi lạ mua trước cổng trường, hơn 30 học sinh của trường tiểu học Hòa Khương 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã phải đi cấp cứu do bị ngộ độc. Sự việc xảy ra đã khiến cho nhiều các bậc phụ huynh phải bàng hoàng và lo sợ trước những nguy cơ mất an toàn xuất hiện ngay tại cổng trường của con em mình. Nói anh chị luôn, nói là sốt cái xăng cảm nước bẩn rồi đem luôn, sang cứ đổ mà thực phẩm vô lại luôn luôn. Trên đây là lời kể của một em học sinh nữ học ở trường tiểu học số 1 Hòa Khương. Em phải cùng hàng chục bạn khác đi cấp cứu vào sáng ngày 16 tháng 4 năm 2021 sau khi chơi đồ chơi lạ mua ngoài cổng trường. Nhiều em cho biết vừa ngâm đồ chơi lạ vào nước thì bị đau đầu khó thở. Qua hôm kia là có ngay trên trường là có cái chị nó chỉ nhắn tin trên Zalo lớp á, là chỉ kêu là ngay là lớp bên 4/1 á, mấy con mấy đứa nó lẫn bón cái xà lan á, là về cũng có nghe bé nói mà hôm qua là về là bé có triệu chứng nó đau ruột, mình không biết là mình nghĩ chắc là nó đau ruột bình thường thôi, cái sáng nay cũng chở bé đi bình thường mà mãi mới ngay bé nói là đi qua lớp 4/1 á là ngay cái mùi xà lan nó xong rồi bắt đầu nôn nữa. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, đến 13h30 phút ngày 16 tháng 4, đã có 35 em học sinh ngộ độc được đưa đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố cấp cứu. Theo ông Thành, trong số 35 học sinh cấp cứu, có 14 học sinh được xuất viện, trong đó có một em bị nặng. Sở này hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc, còn cơ quan chức năng hiện đã lấy mẫu đồ chơi, gửi kiểm định để xác định nguyên nhân.